này bãi về ha. Cái máy này, cái máy này cũng động rồi. Xếp vô lông rồi. Con này hàng nhà máy. Hiểu nó giống như cái pin đó ha. Có chạm rồi. Anatco này ha. Cái này mấy pin bữa mình cũng có cái à, cái chuyện nè. Dây cọ đầy đủ. Nó mới tin rồi. Em code là đựng sạc đựng bên đầu ha. Nó cái bên này nè. Còn cái này luôn. Cái này nó dễ gãy lắm. Cái bên này gãy bên. 200. Rồi gãy luôn ha. Về mình gia cố lại. Mới tin. 200 rồi. Mình bán 400. Gọi coi như mấy rẻ đi ha. Có máy cắt cành á, rồi mấy cái máy 44 á. Cục này có 8 cục ha. 4 cục 250. Nó rẻ nha, như vỏ. Này hàng bãi mà hàng siêu thị á mọi người. Tin nè. Có thể về sạc nó lên mà mình bán là bản vỏ này đắt 2020 luôn. 4 cục nè ha. Mấy cái cắt cành, mấy cái vít đồ nào đây, mấy cái của giống như Trung Quốc nó xài này ha mọi người, thông dụng á. 4 vỏ là 250, 4 vỏ là 250 ha. Đó, mới như nhau hết, mà bán vỏ nha. Để nhà tính ra vỏ là chưa tới 60 ngàn, đi mua vỏ nè. Cứng lắm rồi. Mấy vỏ nó chất lượng ha. Có xe còn sale trong đây nè mà mình đó. Mobile shop nè. Sạc lên cái này là xài cho pin thông dụng á. Pin mấy cây máy Trung Quốc với lại mấy cái cành rồi đó nó xài chung hết. Cuối cùng hàng rồi sẽ dầm vô vỏ ha. Rồi bán cái bình hơi nè. Cái bình không nha. 30 lít nè. Của nó là cái gì? 10 kg cái gì? 30 lít nè ha. Đó, nó có dây hơi thì theo nè. Của nó là được 14 kg ha. Để mình đo trước. Chiều dài của mình là khoảng 58 ha. À, cao lên. Mình thì 30 lít nha. 30 ha. Tới cái cây quay này 30 nè. Còn tới dưới là khoảng 28 ha. À, ở đầu nè, cái bộ nối theo luôn. À, dây ha. Ví dụ như mình người xài bơm hơi, cái bơm vô đây rồi đó. Đầu này nè. Thêm bộ đồ hơi này nữa ha. Cầu này cũng tự động luôn nha mọi người. Đó, để vô nè. Đó, nhìn ha. Rồi đó. Có móp biết vậy đó. Tí không sao nha mọi người. Bây giờ mình có van nè. Ngoại hình là ok nha. Đó. Cái bình này về chế bơm chứ có dây này vô của Hama nè. Đó, dây xịn luôn ha. Áp của nó này. Hai cái đồng hồ ha. Này có loa phá nữa nè. Đó. Cái này dặn ok. Rồi cái bình này mình bán 750 nha. Đó. Cái bãi mua là cái bình này mọi người không được giá này, giá này. Mua bán kiếm cà phê thôi. Đó, người nào cần ha, 30 lít nè. Bình tiếng Nhật ha. Nó còn đẹp lắm, chị vệ sinh lên đẹp ha. Rồi. Cần liên hệ nè.